set đâu, hay là mình đi nhầm, đi ngược lại rồi. Numéro 7 xin phút lê. Là bà ông bà. Là. Các bạn thân mến, đây là chuyến tàu tốc hành đi thẳng từ ga Luốc về Paris nhé, bằng tàu nhanh. Tàu tốc hành đây các bạn ạ, đi khoảng hơn 4 tiếng. Giá vé nó cũng khoảng chênh lệch aller-retour khoảng hơn 100 euro tùy từng vào từng lúc, nhưng ngày hôm nay là rất là đắt. Vé rất là đắt. Là tàu tốc hành UiGo và TAP Paris Montparnasse, nhưng mà đây là mình để lên cái ga ở giữa đường là ga Luốc, tức là sau ga TAP một ga, hoặc là sau đó nó sẽ dừng ở các ga như là Po rồi Dac rồi cái gì đó mình cũng chưa nhớ hết. Sau đó thì Bordeaux và mấy ga nhỏ nữa thì mới đến ga Montparnasse. Khoảng 4 giờ tàu, tôi gọi là tàu tốc hành ấy. Những cái ghế trống này là tí nữa ga Po người ta sẽ lên. Bắt đầu khởi hành đấy các bạn nha. Bây giờ là 1 giờ rồi đó. Thì khoảng đến là chiều tối là sẽ lên đến nơi. Chúng ta sẽ đi qua khu thánh đường Lỗ Đức nha. Đường xuống Lỗ Đức rồi này. Đây là những cái nhà thờ bên cạnh, nhà thờ nhỏ bên cạnh. Nhà thờ đây này. Nhìn từ trên tàu xuống đấy, đẹp chưa? Nằm trên 3 quả đồi. Hẹn gặp lại Hương nha. Thấy chưa? Toàn bộ Luốc nhìn từ trên tàu ấy. Bây giờ lại trở về Paris. Đây là khu đằng sau Luốc. Có cái lâu đài kia chưa bao giờ đến này. Đây là khu Bắc Kinh. Sau Luốc đẹp lắm. Camping car họ đến họ ở. Ai đi camping car hay đằng sau là Bắc Kinh camping car. Đây là sông Ga vào đấy. Đấy sông Ga vào đây. Ga vào đấy. Thank you.
giờ đang đi là đi qua cái địa phận của Luốc rồi nha các bạn nha, đến những cái địa phận của những cái xã lân cận mà trồng toàn ngô này, rau này, thì chăn cừu chăn lợn ở cái vùng này đấy nha các bạn nha. Bây giờ tàu TGV nó đã đến một cái Po, tức là thủ phủ của cái vùng này đấy các bạn. Thì muốn xuống dưới vùng này để thăm thì các bạn xuống giữa đường, và nếu các bạn muốn về thẳng Paris thì các bạn vẫn cứ ngồi ở trên đấy nhá. Là gọi là cái tàu nhanh Uigo này các bạn. Đây là cái ga Po, là cái ga rất lớn, tức là giống như thủ phủ của cái vùng Aquitaine này đấy. Thì ai muốn thăm cái vùng này nhá thì các bạn sẽ phải xuống ở đây, hoặc các bạn sẽ đi cái tàu chợ thôi thì nó rẻ hơn, chứ còn cái tàu này các bạn mà đi thì nó đắt gấp đôi đấy. Đó. Đây chính là thành phố Po nhìn từ